Bạn ạ, mình hôm nay đi lên thăm một ngôi làng ở trên đồi này các bạn ạ. Đường đi đường này thực sự là khó khăn đấy, không đơn giản đâu. Hai anh em đang cuốc bộ rồi lắng chang chang lên thăm hai gia đình trên này xem nào. Dưới kia thăm một nhà phải khổ thật đấy. Không đi nào ấy à, vào nhầm nhà. Ở nhà này anh đây. Đấy, không phải đơn giản đâu, rất là khó khăn đấy. Ở trên này nó có nước núi nhỉ. Đấy, không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Qua đây. Cực kỳ là khó đi. À đây họ lấy nước ở trong bể này ra anh ạ, xong mang về ăn. Đây có bể nước này. Đấy. Ui dồi. Phải nói nha, cực kỳ gian nan. Này khác gì Hà Giang đâu anh nhỉ. Ui dồi. Này đúng liên bản thật. Gọi đi. Này đúng liên bản luôn. Ba anh em, hai anh em mình đang cuốc bộ. Sắp tới. Ờ, chú ở cái nhà xa lắm, được ăn cơm thì cứ ăn đi thôi, vì chú tận chứng như khê này cơ. Đang leo đồi. Chắc chưa về ngay đâu, đi ăn đi, tối gặp nhau ấy. Đấy. Được không? Đấy. Thưa các bạn, ở đây một ngôi nhà nữa này. Tận trên đồi luôn đấy các bạn ạ. Đây. Đấy. Cực kỳ khó khăn. Xem nào. Và này, đây nhà này còn sân còn chưa có đây này các bạn này. Đây quần áo này bơi. Tá là. Đấy. Đây các bạn, toàn cảnh ngôi nhà này. Đấy. Không phải đơn giản này. Đấy. Không phải đơn giản đâu các bạn. Cực kỳ khó khăn. Đấy. Thế này. Con đâu? Bố mẹ con đi làm chưa về á? À? À. Thế con ăn cơm chưa? Chưa á? Ăn rồi gì? Con chó to đi đâu rồi? Chó to ở trong đấy đó. À. Đấy, đây bếp này các bạn này. Nhìn đấy, mình quay những hoàn cảnh này, cực kỳ là không phải đơn giản đâu. Đấy. Đây này. Đây đây là dân tộc này là người người Mông nhá. Thì họ có cái này. Cú này. Ra đây chú hỏi. Nhà con đứng đây. Con đứng ra ngoài này. Nhà con này là người dân tộc Mông nhỉ? Ở trên 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 Na Hang chuyển về à? Thế ở đâu về về đây? Trên Tứ Quận á. À. Đây còn ai trong này đây? À đây à. Thế ba chị em đây à? Chứ bố mẹ con đi làm thì bao giờ mới về? Mấy ngày nữa làm tận đâu? Thế là ba mẹ chị em cứ ở nhà thế con không đi học à? Bọn bỏ học rồi à? Đang nghỉ hè á? À đấy các bạn ạ. Mẹ thì bỏ đi xa làm và bố mẹ cùng nhau đi làm hết à? À bố mẹ đi làm hết còn để ba đứa ở nhà đúng không? Đây 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 là bát hương của người người Mông rồi các bạn ạ. Đấy. Rất dễ nhận ra, cũng không có gì là khó đâu các bạn nhé. Vì là người Mông người ta hay dán giấy đỏ ở trước cửa là mình cũng dễ nhận thôi. Đấy. Quả quẩy tấu này. Đúng người Mông. Đấy, học học rất giỏi đây kia đây này. Đấy. Trường tiểu học Nữ Khê này cũng đọc giỏi phết đấy anh nhỉ. Đấy, thấy không đâu.
Nên con học lớp mấy con nghỉ? À bây giờ con đang học lớp mấy? Đang lớp 7 á? À bây giờ con đang lên lớp 7 à? Thế là bố mẹ bỏ ở nhà, con ở nhà là đi làm. À đấy thưa các bạn ạ, mình hôm nay xuống Nhự Khê này, thôn Nhự Khê này có mấy hộ gia đình cực kỳ là khó khăn. Đây, nhà nắng này, cố gắng nắng cái lên nhà thôi nhỉ. Còn ngoài sân thì còn chưa có này các bạn. Đấy nhìn này, vẫn nguyên si. Thế không nuôi con gì à con? Không trâu bò gì à? À đấy. Toàn cảnh của ngôi nhà thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Ra đằng này xem có. Đấy, nhìn thấy không? Không phải đơn giản đâu. Đấy. Bố mẹ thì đi làm hết, để ba đứa ở nhà. Không biết bao giờ mới về. Nó bảo không biết bao giờ mới về. Chắc tối thôi. Đấy. Nó bảo mấy hôm nữa mới về. Thưa mọi người nhé, hôm nay mình đi trao một ít quà, mình lại lên một cái hộ gia đình. Đây, mở cửa ra chắc không mở được. Đấy. Cửa này chỉ có thời xưa mới có, thời nay vẫn có này. Đấy. Liếp. Đấy các bạn ạ. Thế thôi mình cũng quay vài phút để đăng lên mạng, cộng đồng mạng xem là có giúp đỡ được gì các em hay không. Đấy toàn cảnh ngôi nhà này, mình quay để xem đây này. Đấy, đây. Đấy. Đấy. Nhìn rất là hoang sơ luôn. Không đơn giản đâu. Thôi video mình cũng kết thúc tại đây thôi, vì là lên đây cũng không gặp được bố mẹ các em ở nhà, mà chỉ có các em ở nhà thôi, cũng không biết nói gì hơn. Thì cũng chỉ biết ghi lại những bức hình ở lại ngôi nhà thôi. Đấy. Thì để chia sẻ lên cho các bạn biết. Đấy. Thì mong các bạn hãy theo dõi video của mình để xem có những cái gì để ủng hộ nhá.